Ưng Hoàng Phúc bị tố gây tai nạn với một cụ già rồi bỏ trốn. Bằng chứng rõ ràng nhưng chính chủ phản ứng thế nào? Chiều ngày 26 tháng 11, một khán giả bất ngờ đăng đàn tố ca sĩ Ưng Hoàng Phúc lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Trên trang cá nhân, người này cho biết ngày 24 tháng 11, có một chiếc mẹ trắng đã gây tai nạn với một xe máy cùng chiều do một người lớn tuổi điều khiển. Thậm chí chiếc xe này còn lấn sang làn đường ngược chiều và đâm vào xe bán tải. Bức xúc hơn cả, chiếc xe trắng trên đã bỏ chạy ngay sau đó. Khi được yêu cầu tấp vào lề để giải quyết vụ việc, nam tài xế bỏ chạy dù thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Tuy nhiên sau khi bị truy ra biển số xe trên là của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, có người gọi bảo là gỡ bài đi sẽ gặp giải quyết. Họ trả giá suốt cả buổi chiều, kêu hỗ trợ bồi thường 5 triệu, trong khi bên gara báo giá sửa hết 30 triệu. Nếu bên mình không chịu thì đưa lên công an, gây tai nạn làm hư hỏng tài sản và tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác xong rồi bỏ chạy. Mà giờ lại còn trả giá chỉ bằng 1/6 tổng tiền sửa xe, khán giả trên bức xúc chia sẻ. Tuy nhiên đây chỉ là chia sẻ một chiều từ phía khán giả, để làm rõ thực hư, chúng tôi đã liên hệ với phía của Ưng Hoàng Phúc nhưng hiện đã tắt máy.